Rồi, thông qua nhà mình ghé giao lưu, tham khảo cây kế tiếp có mã số là 805, là một cụm hải châu 4 thân chung cốt luôn nha. Cụm này sống khỏe vô dây đợt 1 rồi, định hình dây đợt 1 rồi. Cây này có tổng hoa là 52, cây cao là 78, 78 tới thân chính này nha. Cây này đang nằm cái chậu chậu nuôi chắc đường kính tầm 50 đó cả nhà. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 2.400k bao ship luôn. 2.400k bao ship. Cụm hải châu lá nhỏ, 4 thân chung cốt, tứ trụ luôn nha. Đây, lá khá là nhỏ. Hai ngàn bốn trăm k bao ship. Rồi mình xem tham khảo luôn nha, nếu ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi xong xin qua cái này luôn nha.